Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong mật thì tiếp tục một cái lô bình xịt khói em về trong ngày hôm nay. Thì như các bác cũng đã nhìn thấy ở trên màn hình máy quay đây, đây là cái số lượng bình xịt khói rất là nhiều. Đấy, em về được hơn 3.000 chiếc. Thì về cái số lượng nhiều này thì đảm bảo cho các bác là khi các bác cần là em gửi luôn luôn sẵn sàng gửi cho các bác này. Cái thứ hai nữa là số lượng nhiều thì các bác sẽ nhận được cái giá rẻ nhất. Thì sau đây thì em xin đi vào giới thiệu luôn, chi tiết luôn về cái bình xịt khói này cho các bác cùng tham khảo. Thì về cái tác dụng của nó thì nó khống chế những cái đàn ong hung dữ này. Đấy, khi các bác đi khai thác mật hoặc là các bác đi thăm ong những đàn ong dữ thì nó khống chế được, khi có bình xịt khói này nó sẽ khống chế được những cái đàn ong dữ. Còn về cái cấu tạo của nó thì gồm hai bình, đấy tách biệt ra là hai bình, một bình là tạo khí, một bình là bình nhiên liệu. Thì về cái nguyên liệu chính để làm nên cái bình nguyên liệu này thì được làm 100% bằng Inox 304. Đấy, đây là cái bình loại 1, Inox 304 không nhiễm, không han. Đấy thì nó làm bằng inox thì nó đảm bảo cho các bác là khi các bác sử dụng ở ngoài điều kiện thời tiết tự nhiên thì nó sẽ không bị han rỉ. Đấy, nó không bị han rỉ khi gặp phải điều kiện thời tiết như là trời mưa, trời nắng. Còn về cái bình nhiên liệu này thì khi các bác mua ấy thì ở bên trong cái bình nhiên liệu này thì sẽ tặng kèm cho các bác một cái chân kiềng như thế này. Đấy, chân kiềng này thì khi các bác bẻ chân kiềng xuống thì các bác đậy vào bên trong đây thì nó sẽ cao tầm như thế này. Nó cao như thế thì khi cái những cái mùn cưa hay là cái những cái mùn các bác đốt xong rồi thì nó sẽ chảy xuống bên dưới đây, thì nó sẽ đi qua cái lỗ này nó chảy ra ngoài này, tránh tình trạng gây tắc bếp. Cái thứ hai nữa, nó cao như thế, cao để khi các bác bóp cái bình tạo khí này thì hơi nó đẩy sang thì nó rất là mạnh. Đấy thì em sẽ quay tổng thể bên trong cho các bác cùng xem này. Đấy, inox rất là sáng nhé. Còn vỏ bên ngoài đây thì những cái chỗ bảo hộ tay cầm cho các bác này thì được làm bằng thép mạ đồng. Đấy, thép mạ đồng cũng rất là bền, loại nhiên liệu cũng rất là bền. Thì cách tầm khoảng 3 phân rưỡi là có một cái lan như thế này. Đấy, đảm bảo cho các bác là khi các bác đốt ở cái bình các bác cầm ở đây thì tránh cái tình trạng gây bỏng tay cho các bác. Còn khi đậy lại thì nó sẽ như này. Trên đây có một cái tay sách này để giật ra để nhiên liệu vào hoặc là bỏ nhiên liệu ra. Còn cái móc này thì để các bác treo, khi sử dụng xong thì các bác treo ở những cái chỗ mà tránh cái tình trạng khi đi va quẹt phải này. Rất là gọn gàng, rất là nhỏ gọn này. Tổng quan một cái bình này. Bên dưới thì được những cái tay thép mạ đồng đây thì đã được ôm vào cái bình này thì không bao giờ các bác rơi mất cái bình nhé. Còn về cái bình tạo khí này thì các bác được tặng kèm theo cái này. Cái này thì khi các bác sử dụng xong thì các bác có thể đóng ôm nó vào như lúc đầu các bác nhìn video ấy. Thì đảm bảo là nó sẽ không mất diện tích nhiều. Đấy, đi di chuyển thì nó không bị va quẹt. Bình tạo khí này thì đây là những cái thành inox này. Thành inox này đã được bắn kim nhé. Ở lớp giữa đây là một lớp da khá là dày. Lớp da này là lớp da chịu nhiệt này. Thì lớp da chịu nhiệt này thì khi sử dụng cái lớp da chịu nhiệt này thì khi cái bình nhiên liệu nó phát nóng ra thì cái da này nó chịu nhiệt được thì nó sẽ không gây hỏng hóc cho các bác này. Đấy, thì còn cách sử dụng thì các bác cứ bóp đây. Hơi nó sẽ đẩy sang qua cái lỗ bên dưới này, sang cái lỗ ở cái bình nhiên liệu thì nó sẽ tạo ra một cái luồng hơi đột ngột. Đấy, nó phun ra ngoài, các bác khống chế ong rất là đơn giản thôi. Còn về nhiên liệu để tạo ra khói thì các bác có thể sử dụng những cái vật dụng ở xung quanh mình. Ví dụ như là cành cây, củi khô, lá cây hay rơm. Đấy, rơm rác thì các bác cũng có thể sử dụng được. Hoặc là những cái bìa cắt tông như thế này. Đấy, bìa cắt tông như thế này thì các bác cuốn, các bác đút vào thì nó cháy rất là đượm. Cái thứ hai, khói ra rất là nhiều. Đấy, nhà em cũng đang sử dụng bằng cái bìa cắt tông như thế này. Đấy, số lượng nhiều như thế này thì các bác mua về bán lại cho người dân thì bên em cũng cung cấp cho các bác một cái giá. Khi các bác mua số lượng nhiều thì nó sẽ rẻ hơn. Các bác mua lẻ về dùng thì bên em cũng cung cấp cho các bác. Đấy, và đây là những cái thùng áo, cái thùng mũ cao bồi này. Nhưng mà nó hơi cao thì video sau em sẽ giới thiệu cho các bác. Đấy, về thì được 5 thùng mũ cao bồi. Mỗi một thùng như thế này là 150 chiếc này. Đấy, mũ cao bồi. Đấy, cái mẫu mũ này thì các bác sử dụng cũng rất ưa chuộng ở trong cái năm 2020 này. Còn về vật tư ngành ong thì bên em bán tất cả các vật tư về ngành ong, đấy, từ những cái thứ nhỏ cho tới thứ lớn. Bác nào cập nhật được cái video này muốn mua cho mình những cái vật tư về ngành ong thì liên hệ cho em qua số cái điện thoại em để ở dưới tiêu đề video. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.